là bình thường, vẫn vì nhau phạm tội là bình thường. Còn đến đâu pháp luật xử đến đấy thì đó là chuyện tình cảm. Không nói chuyện giang hồ nữa nhá. Đấy anh nói chuyện tình cảm. Con người chúng ta sống bình thường với nhau vẫn cũng vẫn phải là vì nhau cơ mà. Chứ đâu phải nói chuyện giang hồ đâu. Đúng không? Nói chuyện như phát nghe này. Thử ốm đau. Thế bạn không hiểu tôi đang nói cái gì à? Thế tôi hỏi bạn không sống không có anh em à? Bạn không có bạn bè à? Thế bạn bè của anh em gọi ông không đến được thì lần sau người ta không bao giờ đến với ông. Tức là tôi không nói chuyện giang hồ hay xã hội nữa, mà tôi đang nói chuyện tình cảm nhất ở trong đời thường nhất, như bạn đang chơi với anh em bạn bè thôi. Khi người ta gặp chuyện bạn không giúp được người ta thì bạn cũng không xứng đáng làm bạn của người ta. Mà những người mà khi ông gặp chuyện mà người ta không giúp được ông thì người ta không xứng đáng làm bạn của ông, đúng không đã? Thế bây giờ bạn, bây giờ ông cứ nói chuyện nó cứ phơi giải ra nó nhiều, nó không đúng, đúng không? Mệt ghê. Có một cái chuyện đơn giản thế mà không hiểu. Bình thường thì cũng có chuyện tình cảm của người bình thường, xã hội cũng có chuyện tình cảm của việc xã hội. Còn chúng ta sai đến đâu là pháp luật xử đến đấy, chịu tội pháp luật đấy. Có những cái chuyện mà biết vi phạm pháp luật rồi, biết mai đi tù đấy, mai biết chết đấy, nhưng vẫn vì tình vì nghĩa vẫn phải chết, vẫn phải đi tù, vẫn phải chấp nhận. Đấy mới là cái tình cái nghĩa, đấy mới là anh là em. Nhiều khi nói chuyện với mọi người, có người hiểu, có người không hiểu là chán. Ai giờ thế thôi. Đến học sinh kìa, lớp 4 lớp nhau nó còn bênh nhau chồng chọc kìa, đúng không? Nó còn bênh nhau, còn đánh, nó còn bênh bạn, bênh bè, còn đánh nhau cơ, vì nhau cơ. Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, sống với nhau cả lửa đời người rồi. Bây giờ bạn ông gọi ông mà ông không làm được gì cho bạn ông thì ông không xứng đáng được bạn. Mà những cái mà ông gọi bạn ông không làm gì cho ông không xứng đáng là bạn. Chúng ta cứ công bằng với nhau nói một cái điều đó đi, đúng không? Đấy là cái tình cảm, đến cái tình người dành cho nhau. Và đấy là cái gọi là gì, cái tình nghĩa sống với nhau là mình phải chấp nhận. Chứ ai muốn sai đâu.